Con đường ẩm thực có rất nhiều ngã rẽ khác nhau, dẫn đến những kết quả chưa tốt hoặc không tốt cho thể chất con người. Nhưng bộ sứ dưỡng sinh này chỉ có một con đường duy nhất, hướng đến sức khỏe cộng đồng. Kính thưa quý khán giả, lần đầu tiên tôi nhìn thấy 4 cái cơm niêu mà nó hấp dẫn đến mắt kinh khủng như vậy. Tao Hùng cầm thử coi. Màu sắc rất là đẹp đúng không? Nó hay cái chỗ này nè, cái vàng này nè, rất là đều nha. Đã ăn cơm niêu nhiều chỗ, cái vàng nó không đều, tại vì nó có đốm đốm. Có chỗ nó vàng, có chỗ nó trắng. Cái đốm đốm đó là sao vậy anh Ngọc? Do sử dụng bằng những cái nồi đất nung truyền thống ngày xưa giờ đó thì nấu ra cái mặt cơm mình nó bị dính những cái mảnh sành rồi đó. Nó dính vô thì nó bị đốm lên. Cái áo của cái cơm niêu này đã tạo cho tôi một cái thú vị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em cứ tưởng tượng đây giống như là một cái bánh chứ không phải là một cái món cơm cháy nữa. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không anh? Mà cái áo đẹp á thì nó khiến người ta nhìn và thấy thèm ngay. Tức là chưa biết ngon hay không, nhưng nhìn vô mình thấy thích nó đã. Nấu cơm thố bằng nồi sứ dưỡng sinh có một điểm lạ là dùng lò nướng để nấu, không dùng bếp. Người nấu không mất nhiều thời gian canh lửa. Cơm có thể nấu cùng một lúc với món mặn, món xào và món canh bằng cách đưa vào lò nướng cả 4 nồi sứ dưỡng sinh. Nhưng tại sao cơm có thể chín vàng đều mà không cháy khét? Cái nồi này là đặc biệt nó đậy kín là hết. Đậy kín hết thì khi nó đậy kín hết nó giữ được nhiệt và nó giữ được cái hơi ẩm bên trong luôn. Và cái này cái đặc biệt của nó là nó nóng chỉ khoảng 120 độ nếu mình bỏ vô trong cái bếp nướng. Mặc dù bếp nướng mình dặn tới 230 hoặc 50 nhưng nó tiếp nhận nhiệt vô rồi nó cũng chỉ nhả ra có khoảng 120 thôi. Cho nên cái lớp tiếp xúc của nó đó thì là 120 độ trên nó giòn và tiêu ngoại nó bắn sâu vô tới bên trong cho nên nó hạt gạo nó sẽ giòn sâu, tức là nó sẽ cháy vừa phải mà cháy sâu vô. Cho nên vì nó cháy sâu vô một cái lớp cháy dày như vậy, nước ở trong không thấm ra, giữ giòn được lâu và nó không lố lửa cho nên màu vàng nó vàng từ dưới lên trên. Nhưng mà quý vị sẽ hỏi tại sao nó vàng, chỉ có lớp này lớp trên nó không vàng, bởi lớp trên nó có không gian, không gian là cái nắp đậy lại nó giữ được một cái lượng hơi ẩm nước cho nên bên trên nó không bị. Và cơm bên trong á nó ngon hơn là bởi vì khi nó đậy kín vậy thì hơi không bốc ra cho nên hạt cơm nó dẻo, nó thơm mà nó dẻo, nó ngon hơn mình nấu bằng nồi thường. Xin bẻ ra ăn nha. Trước khi ăn chúng tôi đã rửa tay thật kỹ, rửa 3 lần và có rửa bằng cồn nữa, cho nên cảnh báo lần nữa bà con trước khi ăn cơm niêu hãy rửa tay, bởi vì ăn cái này phải dùng tay. Đúng rồi, mời Hùng bẻ cho đi. Wow, trời ơi tuyệt vời, nghe cái rốt bây giờ mình nhai thử luôn. Thường thường lại ăn cơm cháy á thì nếu mà mình nấu không cẩn thận là sẽ rất là dễ bị cứng, còn bây giờ biết mình nấu bằng cái nồi này thì sẽ như thế nào. Hai chỗ này nè. Tuy cái lớp áo nó vàng rụm, nhìn rất đẹp mắt nhưng bên trong vẫn trắng nha. Tức là không có bị vàng luôn tới bên trong, mà bên trong rất trắng, đều. Ăn thử một miếng này. Giòn ê ăn luôn. Thiệt là đã luôn á. Thôi, tao biết không ăn thử miếng đi. Dạ. Em đứng nhìn tội em quá. Nấu bằng cái nồi này chỉ cần đậy nắp lại rồi mình bỏ vô lò. Lò là mình nướng đúng thời gian mình lấy ra thôi. Không có xới cơm không hả? Cần phải làm. Ồ hay quá. Mà không phải điều chỉnh lửa. Dạ không cần. Cứ mình set sẵn nhiệt độ đó, thời gian đó rồi mình. Ủa mình nấu bằng cái lò nướng ở nhà khoảng bao nhiêu độ? Lò nướng nhà mình nướng 230 độ. 230 độ, mất 50 phút. Món thịt heo kho quẹt cũng được kho theo kiểu độc lạ như món cơm thố, tức là đưa nguyên liệu thịt và gia vị vào nồi sứ dưỡng sinh, đưa nồi vào lò nướng trong vòng 30 phút. Với nhiệt độ cố định là 230 độ C. Nhưng nhiệt độ trong nồi sứ luôn ổn định từ 125 đến 130 độ C, không sợ quá lửa, không sợ cháy khét. Em đang hồi hộp bởi vì là thấy quá nhiều món ăn mà trong mấy khoảng thời gian ngắn thì không biết làm sao mà chúng ta có thể thực hiện nó mà lên trọn vẹn đầy đủ một cái thực đơn. Bây giờ thời gian chỉ có khoảng 30 phút à. Làm sao mà nấu 4-5 món được? 30 phút là khoảng thời gian
để nấu một bữa cơm dành cho vợ chồng trẻ với một thố cơm và ba món ăn, gồm thịt heo kho quẹt, món rau cải xào và món canh chua cá lóc. Tiết kiệm thời gian nấu nướng chính là cách tiết kiệm được nhiều cặp vợ chồng quan tâm nhất trong cuộc sống hiện nay. Vì công việc bận rộn và sự đi lại gặp nhiều khó khăn ở đô thị đã làm mất nhiều thời gian trong ngày của họ. Ngọc, trình bày cho quý khán giả biết đi, bây giờ mình làm sao tiết kiệm, không phải tiếng rưỡi nữa, mà bằng 1/3 thôi làm được không? Cái đó thì chắc được anh. Được phải không? Dạ. Đây, ông Ngọc nói được kìa. Dạ, được. Bây giờ... Với anh... điều kiện... Điều kiện gì? Điều kiện gì anh? Mà anh phải có... Cái bộ xứ dưỡng sinh bộ này. Nồi xứ dưỡng sinh này. Okay. À. Đầu tiên phải có một cái đặc biệt là bộ xứ dưỡng sinh. Hùng có chưa? Em thì có rồi nhưng mà chưa bao giờ phát huy hết một lúc bốn cái nồi một lúc. Rồi rồi. À, tại vì vẫn nấu ăn theo cách thông thường nhưng mà ngày hôm nay thì có lẽ là một cái trải nghiệm mà em cũng đang tò mò muốn được xem và để mình áp dụng vô cái đời sống hàng ngày. Một bữa ăn đẹp, nhiều màu sắc đã hoàn thành sau 30 phút với cơm trắng, thịt heo kho quẹt và canh chua cá lóc. Trong lúc lò nướng nấu ăn, những cặp vợ chồng trẻ có thể dành thời gian để làm những việc khác trong gia đình thay vì phải tiếp tục bận rộn trong bếp như cách nấu nướng thông thường. Khi tiêu ngoại nó nóng thì cái nước mắm kho quẹt nếu mình kho bình thường đó thì mình muốn nó chuyển màu đó thì mình phải gia nhiệt cao và mình để lâu, do đó cho nên khi nó chuyển màu đó nó cũng xảy ra 150, 160, 180 gì đó nó mới chuyển màu được, thì nó cũng là sinh chất độc. Trong khi đó cái này là 120, 130 nó đã chuyển màu bởi nó phóng cái tia đó vào, nhưng cái màu của nó thì không có cái màu cháy, do đó nó không quá lửa cho nên nó chỉ chuyển qua cái màu đẹp và thơm lên, nó không có gì đắng, gì khác. Trong khi nếu mà kho quẹt bằng cái nồi kim loại thì mình sẽ gặp nó có cái màu hơi sẫm hơn, thì nó có cái vị đắng trong đó một tí, vị đắng đó tức là vị cháy của, mà đã cháy là độc hại, lỗ lửa, thì cái này nó không có bị như vậy. Mới trở lại là cái câu chuyện về cái xứ dưỡng sinh tuyệt vời, nó tạo lên một cái hương vị giữ nguyên mà cái vị đậm đà rất là rõ nét, và đặc biệt nữa là sạch. Chứ nếu mà những cái kim loại mà không tốt cho sức khỏe thì sao cô ha? Thì cô nghĩ là khi nấu cái sự tương tác giữa cái các cái loại nguyên liệu với lại cái dụng cụ đó thì có thể là nó sinh ra một cái số chất mà không có lợi cho cơ thể. Ví dụ như em thấy mình nấu canh chua mà mình dùng một cái nồi đồng chẳng hạn, hay là nồi nhôm chẳng hạn, thì trong quá trình nó tương tác, tại nó canh chua là nó cái dạng nó là cái vị nó là chua, nó acid, cho nên tương tác với lại kim loại thì nó ra những cái chất mà không có lợi cho cơ thể. Hình như ra bột nữa. Đúng rồi, nó cũng có. Vậy mình thử coi xem cái này. Đâu, canh này. Khi mình nấu bằng cái nồi này thì sao? Trong khe đâu? Cho mượn cái muỗng đi, hùng. Dạ, đi anh. Đâu em múc cho cô thưởng thức đi hùng. Thấy màu sắc thì rất là đẹp đó cô ha. Thấy là cái nước rất là trong. Con cá cũng trong nữa. Yeah. Cái con cá trong khe đẹp ghê. Hấp dẫn quá. Đặc biệt khi nấu trong cái nồi này thì cô thấy là cái nguyên liệu, cái cấu trúc của cái nguyên liệu gần như nó không có đổi nhiều. Chúng ta thấy nó không có nát, có khi là nó mềm nhưng mà nó không có nát. Với lại mình đậy nắp nồi cho nên là cái vitamin mà gọi là tan trong nước nó dễ bay hơi, như C chẳng hạn. Thì nó còn giữ lại rất là tốt. Nấu ăn bằng bộ xứ dưỡng sinh là một việc rất dễ dàng và thoải mái. Người nấu ăn vừa làm vừa thư giãn. Vì cách nấu được hướng dẫn dễ nhớ, dễ thực hiện qua chương trình Cuộc sống và những điều kỳ diệu, xứ dưỡng sinh hướng đến sức khỏe cộng đồng. Và bây giờ là một món ăn thú vị tiếp theo. Ở đây có hai cái bí mật nằm ở trong cái chén này, mà nó là linh hồn của cái món ăn mà em đang chờ đợi. Bây giờ tiết lộ nha, em sẽ bất ngờ kinh khủng. Ngon kinh khủng là không? Sao kinh khủng nhỉ anh? Nó ngon kinh khủng. Tèn tèn tèn, chuẩn bị nha. Tèn tèn tèn. Đến đi. 2, 3, mắm. Vâng ơi, mở đi. Mắm.
Ủa sao vậy? Trời. Sao em tự nhiên bất ngờ cho anh vui cái mắc cười là bất ngờ quá. À bất ngờ hả? Dạ mắm. Dạ em ở An Giang á anh, cho nên là món ngày nào cũng gặp. Chào, sao đúng gặp đúng người An Giang. Vậy món ăn này là món gì mà có nguyên liệu mắm cá của miền Tây Nam Bộ? Món này chính là món lẩu mắm. Tôi đầu bếp Đỗ Nguyên thực hiện. Mình sẽ bắt đầu thực hiện tiếp cái món quê hương em đi ha. Đấy, quê hương An Giang đấy. Thì hai cái nguyên liệu chính mà mình em mới vừa mở ra, nhưng mà có cái là đố em á, chứ hai loại mắm này là mắm gì? Mắm rồi, em đoán một cái, có đúng không chị? Đúng rồi. Rồi, còn mỏ hoa. Cá linh. Mắm cá lóc. Cá lóc cũng ngon nhưng mà cao cấp lắm. À vậy hả? Làm lụa mắm không có mắm cá lóc hả? Chứ mắm gì? Là mắm cá sặc. Mình cho hết cái hai loại mắm này vô một lượt để mình nấu nó lên, để mình luộc cái màu mắm được ha. Mình cho nước lạnh, nước dừa lạnh thôi cũng được ha. Mình cho vào xong cái bắt đầu mình cho cái phần cá vô, mình ninh nó lên trên lửa nó sôi lên cho thịt cho cá nó cho mắm ra. Nó vỡ ra, mắm nó bở ra thì lúc đó mình mới bắt đầu mình luộc, lấy cái bỏ cái phần xương đi và lấy cái phần nước. Ở trong cái nước rồi, mắm á, thịt heo. Sẽ có phần ớt nè, phần thịt ba rọi, xả và cái ớt bằm. Đó là những cái mình sẽ xào trước để cho vào trong nước. Rồi, rồi kế tiếp cà mình tím. Sẽ chiên cái cà tím vô rồi mình cho chiên cà tím chiên cà tím xào lên với xả nữa cho nó thơm. Đầu bếp Đỗ Quyên đã nấu lẩu mắm bằng nồi sứ dưỡng sinh, không chỉ để tạo nên món ăn thơm ngon đậm vị, giữ được nhiều dưỡng chất tốt cho người ăn, nguyên liệu vẫn tươi, không bị phân hủy các loại vitamin, khoáng chất. Nước lẩu luôn ổn định ở từ 125 đến 130 độ C. Ngoài ra, lẩu mắm nấu bằng nồi sứ dưỡng sinh có rất ít bọt, nước trong, giữ nhiệt độ lâu và lên màu rất đẹp mắt. Khi mình thấy cái màu sắc nó còn nguyên thì chứng tỏ rằng là cấu trúc nó không thay đổi và hương vị của nó cũng giữ lại nhiều hơn, thì tức là những cái khoáng mà gọi là khoáng hiếm đã thường đó là có cái mùi hương là khoáng hiếm cho nên dễ bốc hơi, dễ bay. Mà cái nắp này mình đậy lại mình không có sợ nước đục cho nên mình giữ lại và lửa mình không cần dặn lớn là vẫn chín. Chính vậy cho nên cái cấu trúc nó không bị phá hủy, ở nhiệt độ rất là thấp nó đã chín rồi. Và thời gian nó chín rất nhanh thì cái màu sắc hương vị nó giữ lại đủ, thì chứng tỏ rằng là dưỡng chất nó còn rất nhiều bên trong. Và sau khi mình phân tích thì chứng thực nó là vậy. Em ơi, cái nồi sứ dưỡng sinh này khi mình nấu cái lẩu mắm anh thấy hồi nãy giờ rất ít bọt. Dạ đúng rồi, không có lên bọt. Rất ít bọt. Còn anh ăn cái nồi lẩu bình thường bọt rất nhiều. Nói chung là vừa ăn vừa hết bọt. Còn cái này rất rất ít bọt, cũng là một cái đặc tính rất hay của cái nồi sứ dưỡng sinh này. Đặc biệt cái màu quá, cái nước cũng đâu có đến nổi được em. Cái nước vẫn có nét trong trong vậy ha. Với lại á, đây nè, rau mà để trên bề mặt như nè anh, nó sẽ bốc hơi lên á và nó tự chín luôn à. Nghĩa là nó vừa chín luôn chứ nó không mình không có cần phải trộn rau ở dưới. Đúng lỡ như mình ruột rau á thì nó ăn không có ngon bằng. Mà nó cũng không mất màu nhiều lắm. Dạ, cái rau vẫn xanh. Đúng rồi, vẫn xanh. Bộ sứ dưỡng sinh kết tinh nhiều giá trị từ tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo của tác giả Lý Ngọc Minh để hướng về một mục tiêu duy nhất: bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho mỗi con người, góp phần đẩy lùi bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư qua việc ăn uống cho người dân. Vai trò của bộ sứ dưỡng sinh luôn luôn là như thế. Tôi rất mong muốn quý khán giả tiếp tục ủng hộ chương trình Cuộc Sống và Những Điều Kỳ Diệu. Sứ dưỡng sinh hướng đến sức khỏe cộng đồng, để chúng tôi có cái vinh dự là được đem đến những gì tốt đẹp nhất cho quý khán giả. Đó là ăn uống, đó là nấu ăn hàng ngày, đó là hạnh phúc của gia đình và hạnh phúc của những người được sống khỏe mạnh. Hẹn gặp lại quý khán giả trong một chương trình lần sau. Rồi, mình chào quý khán giả, cái mình là những người khỏe mạnh và đầy năng lượng.